làm rồi.
sáu đó. Không có chiếm gái tiếng. Con lên
Hang on. Thầy có bằng nắng không hộp à? Đấy, điêu không? Thầy có. Chị nó hấp thì cho em cái nào. Để em ngồi hết rồi. Thank you.
Mình học qua thì nó ngóng này nè. Chúng ta hô bớt. Rồi thì hô nhé. Cái điều nào nó hôi nữa nè. Cái này nè. Tay sáng quà món tay nè. Rồi.
Thank you.
Đây, 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 cái bóng nhá. Đây, cái bóng là 2 cân nha. Đặt cái túi đi. To nhỉ? Thôi được rồi. Vừa bá đấy. To nhỉ? To lắm này. Nhấp vậy hả? Đúng không? To cả nhà đi. Túi bị rách rồi. Để luộc xong là kêu ra ăn. Hãy subscribe cho kênh Reup để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bà nó bớt trong cái gì á. Đi muộn lắm rồi. Xuống đây cân đàng hoàng. Thôi em vừa đang nói cân. Con này chắc là được. Còn mấy con đấy hết đi thế này. Thử thử hết cái này bao nhiêu đấy. Từ khi đến 2 cân đấy nốt đi nhỉ. Thế cho 1 2 cân đi. Ừ, cái này hết đi. Người ta không biết đâu bán đâu. Đi lắm rồi. Cân 2 nhỉ. Cân 2 là đi 60.000, 80.000, 80.000 thôi. Lừa 2, cân 80.000. Thank you.
con chả đi ngã. Ôi, có một con ở đây. Mấy con đi đâu rồi? Nè. Thank you.